Hello, xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel trong cái video nhận định thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nha. Phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch mà để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nhau đi phân tích và đánh giá xem là thị trường của chúng ta trong giai đoạn như thế này thì anh chị em nhà đầu tư của chúng ta nên làm gì, cần phải làm gì. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Thì hôm nay anh chị thấy là mặc dù là thị trường của chúng ta đóng cửa rất là tốt, khi mà hôm nay chúng ta đóng cửa tăng 6,45 điểm quanh cái ngưỡng 1251, nhưng mà đa phần anh chị thấy đó là những cái cổ phiếu trong rổ VN30 nó có những cái sức bật tốt hơn so với những cái mã cổ phiếu khác ở trên thị trường. Đấy, hôm nay VN30 là gần như là đóng cửa cao nhất phiên luôn chị ha. Hôm nay VN30 ta đóng cửa quanh ngưỡng tăng là 11 điểm. Đấy, hôm nay anh chị thấy khối lượng trong cái VN30 này rất thì nó lại rất là tốt. Đấy, đa phần là em thấy là cái yếu tố về mặt dòng tiền ở thời điểm này nó đang có một cái sự là dịch chuyển sang những cái cổ phiếu khác ở trong cái nhóm VN30. Vì vậy là trong giai đoạn này thì về quan điểm của em ấy, thì thị trường này là một cái thị trường rất là khó, cực kỳ là khó luôn. Cho nên là anh chị em mình nếu mà có đi vốn ở giai đoạn này thì vẫn quan điểm em là vẫn đi một cái vốn rất là thấp thôi, cái tỷ trọng rất là thấp, từ 30 cho tới 50% tổng tài sản của chúng ta hạn chế là đi. Cái tỷ trọng vốn nó quá lớn ở giai đoạn này nó sẽ rất là gặp nhiều rủi ro. Và nếu mà anh chị có mua thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái cổ phiếu có cái nền tảng cơ bản tốt là một, và những cái cổ phiếu có câu chuyện riêng về mặt doanh nghiệp hoặc là báo cáo tài chính tốt để anh chị em mình có những cái vị thế mua gom, mua thăm dò. Đấy, rõ ràng hôm nay anh chị thấy những cái mã cổ phiếu nhóm ngành thép anh chị ra những cái tin bất lợi là thị trường, là các cổ phiếu đấy gặp những áp lực bán rất là lớn. Hôm nay anh chị thấy ví dụ như cổ phiếu Nam Kim này đó, giảm 3,83%, cổ phiếu Hoa Sen thì giảm đâu đó là 4,8%, VGS thì giảm 6%. Vậy thì cái câu chuyện ở đây đó chính là giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là khó. Hôm nay nhóm ngành này gặp vấn đề, ngày mai tới nhóm ngành khác gặp vấn đề, cổ phiếu này gặp vấn đề, ngày mai cổ phiếu khác gặp vấn đề. Rõ ràng đây là một cái thị trường rất là khó. Và anh chị phải hiểu được rằng là trong một cái giai đoạn thị trường giá xuống thì những cái tin rất là bình thường thôi anh chị, rất là nhỏ, nó cũng thể ảnh hưởng đến cái giá của cổ phiếu. Còn khi mà thị trường chúng ta vào những cái nhịp sóng, nhịp uptrend thì mọi cái tin xấu đều được lướt qua. Đó là vì sao anh chị thấy khi mà thị trường vào một cái nhịp tăng, những cái cổ phiếu mà ra báo cáo tài chính lỗ nó vẫn kéo. Đó là cái câu hỏi. Vậy thì đó chính là một cái câu trả lời cho chúng ta, đó là chúng ta hãy giao dịch theo cái xu hướng chính của thị trường. Vậy thì cái xu hướng chính của thị trường ở trong giai đoạn này thì vẫn đang là ở trong một cái xu hướng đào. Anh chị ha. Trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn là ở trong một cái xu hướng đào. Đây rất là mệt mỏi nếu như anh chị em nào mà vẫn tiếp tục giao dịch trong cái giai đoạn thế này với một cái tỷ trọng lớn. Còn chị em mình giao dịch với cái tỷ trọng nhỏ thì em nghĩ không phải đúng rồi. Đấy, anh chị có thể là lỗ 5-7% mà cái tỷ trọng của anh chị chỉ có khoảng là 30-50% thôi, thì anh chị thấy là tổng NAV của anh chị chỉ lỗ có vài phần trăm thì nó rất là thoải mái. Còn giai đoạn này mà anh chị cứ cố đấm ăn xôi, thị trường xuống, cổ phiếu xuống, anh chị lại trung bình giá, cứ xuống lại trung bình giá đến khi thời điểm nào nó full margin, anh chị em mình chỉ cần lỗ 10% thôi là tương đương mình lỗ 20% tổng tài sản. Nó là một cái bài toán cực kỳ là khác biệt. Được chưa anh chị? Anh chị có thể đánh 50% giá trị tài khoản, anh chị lỗ 7%, thậm chí anh chị lỗ 10% thì tính tổng ra anh chị cũng chỉ lỗ có 5% trên tổng cái NAV, hơn cái việc là chúng ta lỗ 20% trên tổng NAV. Đó là một cái điều rất là khó và rất là khác biệt. Cho nên là anh chị mình lưu ý cái việc mà quản trị vốn và đi vốn cho nó hợp lý ha. Còn cái việc mà chúng ta tìm kiếm mã cổ phiếu ở giai đoạn này thì chúng ta tính sau. Nó quan trọng nhất là đi vốn thôi. Đôi khi anh chị sẽ nhìn thấy được những mã cổ phiếu tăng rất tốt. Ví dụ hôm nay có cổ phiếu Vinamilk, nhưng mà thật ra có mấy nhà đầu tư mua được cổ phiếu Vinamilk đâu anh chị. Đấy, mua đây cắt lỗ, mua đây cắt lỗ, mua đây cắt lỗ. Đến tận thời điểm này, số lượng nhà đầu tư cầm được cổ phiếu Vinamilk và những người nói về cổ phiếu Vinamilk rất ít. Đấy, nó sẽ dùng những cái cổ phiếu này để mà nó tạo tâm lý cho anh chị em mình, à thị trường này vẫn tốt, thị trường này vẫn ngon, thị trường này nếu biết mua thì vẫn có cổ phiếu ăn. Đúng không chị? Hoàn toàn sai luôn. Đấy, làm sao mình chọn được những cổ phiếu như thế này? Đó là cái bài toán. Đấy, chứng khoán là một cái bài toán xác suất. Khi mà anh chị em mình thấy là xác suất trên thị trường này mua là trúng, mua là trúng, thì anh chị em mình lao vào. Còn khi mà anh chị em mình thấy xác suất thị trường này mua là sai, anh chị cứ thử xem lại cái danh mục của mình, đúng không anh chị? Mua là sai. Đấy, thậm chí là em cho hệ thống cái này anh em mua những con HDG này anh chị, đấy, mua những cái vùng giá
ở thế này này mà lại còn bị lừa nữa anh chị thấy không? Đó. Mặc nó giảm không nhiều nhưng mà nó cũng cho mình thấy là mặc dù là những cổ phiếu này cái giá mà nó chiết khấu ấy, rất là tốt rồi, đang nằm ở những vùng nền biên dưới rồi mà mua vào lại còn rất là khó ăn nữa. Đó. Thì thử hỏi trên thị trường này có gì để mà ngon để cho chị em mình đi vốn mặt để mà chúng ta làm giàu. Đó, cho nên là khúc này thì em vẫn bảo lưu quan điểm của mình là thị trường giai đoạn này anh chị em mình chỉ ở trên thị trường này để nắm bắt tình hình thị trường, để giữ được cái cảm nhận của mình về thị trường thôi. Còn cái vấn đề mà để kiếm được lợi nhuận, kiếm được tiền ở thời điểm này thì em nghĩ là nó khó lắm anh chị ha. Đấy. Thì giai đoạn này thì anh chị thấy là những cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng này hôm nay là kéo trụ rất mạnh. Hôm nay anh chị thấy những con như Vinamilk là một anh chị ha. Rồi những cổ phiếu như cổ phiếu gas này đấy, những cổ phiếu này đã rơi những vùng quá sâu, rất sâu rồi anh chị. Về lại những vùng biên dưới này thì hôm nay có những cái cây phục hồi tăng 3,5%. Đấy. Chịu đau khổ rất nhiều đấy anh chị ha. Đấy, những nhà đầu tư cầm này chịu đau khổ rất nhiều thì hôm nay nó trả lại cho một cây lấy lại tất cả. Đó, nó đi xuống 3%, nó đi 2 tuần, nhưng mà nó chỉ cần một phiên thôi là nó lấy lại tất cả. Giai đoạn này khó cho nên là anh chị em mình phải kiên nhẫn. Đấy, ở giai đoạn này chúng ta sẽ giải ngân. Đối với anh chị em thuộc trường phái nào, đó là đầu tư giá trị. Em nghĩ là đầu tư giá trị đó là những cổ phiếu nào mà anh chị em mình đọc hiểu báo cáo tài chính và anh chị em mình thấy rằng những cái doanh nghiệp đó nó đang có những câu chuyện rất là hay và giá của nó hiện tại là đang rất là thấp, thì anh chị em mình có thể chia vốn vào để anh chị em mình mua. Còn những cổ phiếu mà gọi là đầu cơ tăng nóng rồi đó anh chị, thì anh chị em mình hạn chế tham gia được chưa anh chị? Nó ví dụ những con NTL này, chị thấy không, nay giảm này, giảm mạnh rồi, hoặc là TCH này, đó, nền tích lũy gãy nền là hồi phục lên này, test này không thành công này thì là đang có dấu hiệu là điều chỉnh. Đó. Những cổ phiếu dạng như thế này là rất là khó. Đấy. Nhưng mà những cái cổ phiếu ở vùng kinh dưới như là những cổ phiếu giống ngành bất động sản này anh chị, đó, nó đang có những cái xu hướng là tạo đáy, thì những cái dạng cổ phiếu như thế này anh chị mình có thể mua gom. Anh chị lưu ý nha, mua gom, có thể mua từ từ thôi anh chị. Đấy. Em cũng không chắc được là những cổ phiếu này nó có thể lên ngay được hay không, cho nên là chúng ta chỉ mua từng chút một, từng chút một. Nếu như chúng ta cảm thấy là những cái dòng này là những cái dòng khỏe hơn thị trường, thị trường điều chỉnh mạnh nhưng mà nó vẫn duy trì, thì anh chị em mình có thể mua gia tăng ở phía sau. Đấy. Còn nếu như anh chị cảm thấy là không yên tâm thì giai đoạn này của thị trường, em nghĩ là anh chị em mình không cần phải tham gia với thị trường này cũng được. Anh chị cứ vẫn duy trì cái tỷ lệ cổ phiếu ở mức cân bằng và anh chị ngồi im chờ đợi cho thị trường của chúng ta có những cái biến chuyển mới. Về VN Index thì về quan điểm của em, về góc nhìn thông minh của em thì nó đã đi gần đến cái giai đoạn cuối của quá trình. Đó, quan điểm của em nha, em cái điều mà em mong muốn nhất ở thị trường này nó sẽ có một cái vùng tích lũy ở đây. Anh chị nào mong muốn là thị trường mình sẽ đi những dạng thế này, anh chị em comment cho em xin số 1 đi ở bên dưới phần comment nha. Chúng ta tương tác với nhau một chút. Đây là những góc nhìn mà em nghĩ là khả năng thị trường của chúng ta nó nên như thế này. Đấy, đầu nó sẽ tích lũy trở lại ở như thế này anh chị ha. Rồi sau đó nó sẽ có những cái nhịp bứt phá trở lại. Đó, đây là những cái kịch bản mà em nghĩ là nên như vậy. Đó, và những cái vùng như thế này anh chị, em thăm minh đến khoảng ngày đầu tháng 8 đấy, thì nó khả năng là nó sẽ tạo những vùng biên trên, đỉnh biên trên, để sau đó điều chỉnh về lại những vùng biên dưới. Ở đây có con dao găm hỗ trợ. Đấy, cho nên là anh chị em nào đã mua những cái tỷ trọng 30-50% rồi thì khi mà cổ phiếu điều chỉnh thị trường nó về những cái vùng biên dưới thế này thì anh chị em mình lại tiếp tục giải ngân thêm 30% nữa để nâng cái tỷ trọng của chúng ta lên. Đó. Em nghĩ thị trường nên đi theo cái dạng như thế này là nó sẽ đẹp. Chứ bây giờ mà nó lên tới tận trên đây này anh chị, rồi nó đập vào đây này, đó thì nó đau xót lắm. Nó cảm giác mất mát nhiều ha. Cho nên là giai đoạn này em nghĩ là nên đi tích lũy như thế này. Cổ phiếu nào đã lên biên trên rồi thì khả năng nó sẽ về biên dưới, còn cổ phiếu nào đang ở biên dưới thì khả năng nó sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái động lực để mà đi lên biên trên. Đó, hôm nay là thị trường tăng điểm nhưng mà các cổ phiếu đa phần đều điều chỉnh 2-3%. Rất nhiều cổ phiếu điều chỉnh 2-3%. Cho nên là anh chị em mình phải hết sức là nhẹ tay trong vấn đề đi vốn. Thị trường khó thì chúng ta đánh ít lại. Thị trường dễ thì anh chị muốn mua sao cũng được, thời điểm đó anh chị muốn mua con gì cũng lời, mua con gì cũng có lời. Nhưng mà giai đoạn này anh chị thấy rõ ràng đúng không? Mua con gì cũng đều khó ăn. Đó. Nếu mà anh chị muốn mua thì anh chị hãy tập trung vào những cái cổ phiếu trong rổ VN30 thì khả năng nó sẽ điều chỉnh ít hơn. Nó ví dụ như những cổ phiếu Masan này anh chị, đó, nó đang về những cái vùng hỗ trợ rất là cứng.
Chị muốn mua thì thể canh những cái vùng thế này anh chị em mình mua. Ngoài ra thì anh chị có thể để ý thêm đó là những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành ngân hàng. Ví dụ như là cổ phiếu Techcombank. Anh chị có thể đánh theo biên. Đấy, cứ lên biên trên về biên dưới, lên biên trên về biên dưới thì anh chị em mình có thể tham gia. Đấy, hoặc là STB. Cũng vậy anh chị ha, đánh theo biên. Đấy, anh chị mua vào những cổ phiếu này thì những cái biến động của nó sẽ ít. Đấy. Còn anh chị mua những cổ phiếu đầu cơ thì biến động nó mạnh thì nó cũng sẽ, cái gì nó cũng sẽ có hai mặt. Biến động mạnh thì anh chị sẽ có những cái lợi nhuận tốt ở trong ngắn hạn. Còn nếu mà biến động nhẹ, anh chị có thể là không bị lỗ ở trong, không bị lỗ quá nhiều ở trong những cái biến động của thị trường. Nhưng mà tốt nhất theo quan điểm của em giai đoạn này anh chị vẫn ở trên thị trường nhưng mà với một cái tỷ trọng vừa phải. Mua sai là phải xử lý ngay. Mua sai là anh chị phải hạ tỷ trọng ngay. Đừng có gồng cái khoản lỗ của mình quá nhiều. Giai đoạn này thị trường khó như thế này thì em nghĩ là nó cũng đến từ những cái việc đó là cái nguồn tín dụng của thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta thì nó vẫn chưa được khơi thông. Chưa được khơi thông thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình trạng đó là bị tắc nghẽn nguồn vốn. Và các doanh nghiệp, các đội thì họ cũng sẽ không đủ lực để mà họ đánh lên kéo giá cổ phiếu. Cho nên là giai đoạn này anh chị em mình là lưu ý nha. Vấn đề mà đi vốn thì là hết sức quan trọng. Cho nên là anh chị em nào mà thấy những cái tham minh của em về thị trường nó đang tốt đấy, thì em có thể liên hệ với em để chúng ta cùng đồng hành với nhau để chúng ta có những cái bước đi nó hợp lý hơn. Đấy, em tham minh là những cái vùng như thế này nè anh chị, nó có thể là sẽ lên quanh cái thời điểm là giữa tháng 8. Cho nên là anh chị em nào mà đang cầm tiền thì anh chị em có thể kiên nhẫn chờ đợi đến giữa cuối tháng, đến giữa tháng 8 anh chị em mình có một nhịp mua vào, đến đầu tháng 9 anh chị mình lại bán ra để kiếm một cái nhịp T cộng khoảng 7-10% ở thời điểm này. Em nghĩ là tốt rồi. Chúng ta đừng kỳ vọng là sẽ một cái nhịp 50%, 50 hay 100%, đó cái điều đó là không thể đâu. Đến khi nào thị trường của chúng ta có sóng trở lại, anh chị nhớ nha, đến khi nào thị trường chúng ta có sóng trở lại thì chúng ta bắt đầu kỳ vọng về những cái mục tiêu cao hơn. Đó, thị trường khúc này mà nó đánh giống kiểu này là chúng ta cũng mệt lắm anh chị. Đấy, chúng ta khóc đấy, thấy không, đánh là dập liên hồi này, sau đó cũng mất tương đối nhiều thời gian. Giai đoạn này chúng ta mất 4 tháng. Giai đoạn này của chúng ta thì chúng ta bắt đầu từ tháng 5, bây giờ là tháng 8 rồi chị ha, không, cái này tháng 6 á, đầu tháng 6, cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì chúng ta đôi khi nó đi cái này đến hết tháng 9 tháng 10 luôn chị, cũng không biết chừng. Đấy, cho nên là khúc này thì hãy tập trung vô những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có báo cáo tài chính thuận lợi thì anh chị em mình hãy mua vào. Còn những cổ phiếu nào chưa ra báo cáo tài chính thì anh chị em mình hạn chế mua, bởi vì khi mà nó ra báo cáo tài chính chẳng may mà nó xấu thì là cổ phiếu mình chắc chắn là bị đạp sàn. Anh chị thấy không, cứ xấu là đạp sàn. Còn những cổ phiếu tốt thì chưa chắc nó đã tăng trần, nhưng mà ít nhất nó cũng không bị giảm quá. Đấy, đấy là những cái góc nhìn và cái chia sẻ của em về thị trường. Đó, giai đoạn khó thì anh chị em mình nên dành thời gian để trau dồi kiến thức, trau dồi thêm những cái kỹ năng đầu tư. Còn thị trường dễ thì anh chị em mình bắt đầu bung thời gian đó ra để cho cái việc là chúng ta tìm kiếm cổ phiếu nhiều hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video kế tiếp. Nhớ ủng hộ cho em Huy bằng cái nút like. Và nếu như anh chị cảm thấy là có quan điểm đầu tư của em là phù hợp với anh chị thì em có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0949 080190 để chúng ta cùng đồng hành với nhau anh chị nha.